Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bún mắng, cháo chửi, thịt nướng quỷ. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2020, trên mạng xã hội lại bung ra video dài 7 phút 52 giây phát đoạn ghi hình chuyện xảy ra ở Bắc Ninh. Một thượng đế, tức là khách hàng, bị phạt quỳ trong quán nhắn nướng hiển thiện. Vị chủ quán ngồi chiếm trệ, xỉ vả, còn thượng đế là khách hàng thì sợ hãi quỳ mếu máo, khiến dư luận xôn xao. Chuyện thật mà như đùa chỉ có ở Việt Nam. Vâng, Việt Nam vốn chẳng thiếu những câu chuyện giật gân như kiểu thế. Bạn Hoàng Hoành Sơn có bài bình luận trên Đài Tiếng Hoa Kỳ về hiện tượng xã hội quái lạ chỉ có dưới thời nhà nước Việt Nam Cộng sản. Vào hôm 17 tháng 8, đã có chuyện phát ngôn viên VTV miệt thị những người bán hàng rong là ký sinh trùng, thì hôm nay lại xảy ra một chuyện khác. Đây là hình ảnh ban biên tập Anh Quang của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, người đã dùng từ ký sinh trùng để nói về người bán hàng rong trên bản tin chính thức của Đài VTV, gây nên phẫn nộ trong cộng đồng. Chủ quán ngồi xưng bố, gọi cô gái quỳ là mày, là súc sinh, là ngu, kèm theo ngón tay chỉ mặt là những ngôn từ thô tục, không ngớt lời đe dọa, áp chế người phụ nữ tội nghiệp. Khi người phụ nữ ra ngoài rồi, đi vào lại, tên chủ quán lại ra lệnh quỳ xuống, cô gái quỳ ngay, chứng tỏ một sự sợ hãi tột độ. Chủ quán phán tiếp, mày sống ở bất cứ đâu, ở cái đất Bắc Ninh hay trốn dưới đất, ta cũng lôi mày lên nghe chưa? Bảo kê kiếm chúng mày là to nhất, gấu nhất ở đất Bắc Ninh này, mày nhớ chưa? Nhà mày là phúc dày ngày hôm nay đấy, chiều nay tao lần được mày thì mày chết rồi đấy. Thế này là thế nào? Khi viết những dòng này, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng tự hỏi câu chuyện gì đã xảy ra trên mảnh đất hình chữ S này. Phải đợi thêm biến cố gì nữa xảy ra chăng? Sau những nhục mạ áp chế thể xác và tinh thần giữa những người sống trên đất Việt, giữa nhà nước vật chủ và nhân dân ký sinh đây ư? Và một đất nước kỷ cương, pháp luật nghiêm minh, công bằng, dân chủ, độc lập, tự do, hạnh phúc là đây hay sao? Tác giả Hoành Sơn nêu hàng loạt câu hỏi như vậy. Và một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là thế này hay sao? Một nền văn hiến hơn 4.000 năm thay vì tiến lên đỉnh cao chói lọi, nay vẫn rừng rú như vậy đó. Đây là hình ảnh chủ quán ăn nhắn nướng hiền thiện có thái độ côn đồ buộc khách hàng phải quỳ xuống để xin lỗi mình vì khách hàng này công khai đưa lên mạng miếng lòng còn nguyên con sán to trong đĩa thức ăn nhưng khiếu nại đã không nhận được lời xin lỗi. Tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh thấm đẫm trong xã hội từ trung ương đến địa phương, từ ban tuyên giáo cho đến các khu học đường sản sinh ra những người xưng mình là bố và người khác là súc sinh như vậy. Hóa ra thành tựu 45 năm thống nhất đất nước, hơn 75 năm Cộng sản hiện ra trên miền đất Việt Nam chỉ để đẻ ra thứ người ngợm quái đản như vậy mà thôi. Thời nào cũng thế, luôn cần có văn hóa, đạo đức và tôn giáo giúp xây nền móng nhân bản, giáo hóa cho con người thời đại. Điều này khó được thực hiện dưới chế độ vô thần. Họ theo chủ nghĩa Cộng sản, vốn xem tôn giáo là thuốc phiện cần xóa bỏ. Văn hóa, đạo đức chỉ là những nhãn mác để dán thêm bên ngoài, chứ bên trong nội tâm hoang vắng, bản năng và thú tính cứ trực chờ nổi lên. Vì thế mà thời nay không còn lễ nhân nghĩa nên vẫn có những cảnh oái oăm kể trên xảy ra. Đồng bào mình thì vẫn bị nhà cầm quyền gọi là ký sinh trùng, và vì xem nhau là thứ ký sinh trùng thấp hèn nên mới sinh chuyện đối xử thô bạo, không giống như cách cư xử giữa người với người. Trước hết, dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy con người trong thể chế xã hội chủ nghĩa ngày một rời xa việc tu thân. Ở đền thờ Apollo tại Delphes đã viết như sau: hãy tự biết mình. Con người thời đại nào cũng cần biết đến việc tu thân này. Nó giúp cho mỗi người biết nhìn lại bản thân để hiểu được tôi là ai, tôi đến thế giới này để làm gì, rồi tôi sẽ đi về đâu và biết bao nhiêu câu hỏi tương tự. Và trả lời được câu hỏi đó chính là tôi đang tự đào luyện để hiểu mình, hầu ứng xử với người cho xứng hợp. Đây là hình ảnh bà chủ quán bún chửi Ngô Sĩ Liên ở Hà Nội phát ngôn câu rằng khách bị chửi phải xem lại mình. Kênh truyền hình Mỹ nổi tiếng thế giới đã từng cho đặc sản bún chửi Ngô Sĩ Liên ở Hà Nội lên sóng. Nhưng bà chủ quán này còn cho biết từ khi lên CNN, quán của bà còn đông khách hơn. Lương Khải Siêu cũng đã từng nói trong vận may ẩn giấu sự nỗ lực, trong tính cách ẩn giấu sự tu dưỡng. Và sự việc xảy ra kể trên cho thấy không hề có sự tu tâm, tích tánh, làm chủ bản thân, nhân ái, lương thiện nào cả. Gần 8 phút xảy ra biến cố, chỉ có hận thù, lăng mạ, đe dọa, lo lắng, sợ hãi mà không có ai can thiệp. Và chỉ có một thứ người hạ đẳng lên ngôi, đúng như người xưa đã nói, người thượng đẳng có tài năng và không tức giận, người thứ đẳng có tài năng và tốt tính,
người hạ đẳng đã bất tài lại còn thường nổi giận. Thêm một trong biết bao hiện tượng bất thường xảy ra giữa người với người cho thấy thất bại toàn tập của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và chính thái độ, ngôn từ, lối hành xử của chủ quán nhắn nướng hiền thiện đã quảng bá cho sản phẩm chính hãng dưới mái trường giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đây chỉ là một trong biết bao nhiêu sản phẩm giáo dục như thế suốt nhiều thế hệ trong nước từ năm 1945 cho đến nay. Quả đúng như đạo diễn, nhà báo Song Chi từng nhận định, khi một nền giáo dục đào tạo ra những thế hệ sản phẩm không chỉ bị thiếu hụt, yếu kém về mặt kỹ năng sống, trình độ, kiến thức mà còn khiếm khuyết mặt này mặt khác về nhân cách thì đó là một nền giáo dục thất bại. Và giờ đây người dân đang lãnh đủ bởi những sản phẩm dở người, dở ngợm đó. Đây là hình ảnh, hình bên phải là một bé sơ sinh bị bỏ rơi kẹt trong khe tường đã được hai thanh niên tên là Nguyễn Lương Bằng bên phải và Nguyễn Duy Tuân dùng khoan và búa để phá tường giải cứu em bé an toàn. Tuy nhiên, theo hình bên trái, báo chí đồng loạt đăng tin là công an phá tường giải cứu thành công bé sơ sinh. Họ đã ngang nhiên cướp công khai công của hai thanh niên này. Quay về hình ảnh cô gái đang hoảng sợ và cũng không có ý chí chống lại bạo quyền cũng như không dám bảo vệ nhân quyền của bản thân. Cô là nạn nhân, cô đi ăn lòng lợn non nướng, thấy con sán trong số lòng non quán dọn ra. Cô phản ánh quán vẫn thản nhiên, vẫn bắt cô tính tiền. Cô về, đăng lên mạng và kết cục, cô phải quỳ gối sụt sùi, cam chịu. Quỳ gối, một hình ảnh của cha mẹ dạy con thời xưa hoặc thái độ nô lệ, khuất phục hoàn toàn, không dám kháng cự. Một nền giáo dục làm thui chột những phân tích, nhận định, không dám chống lại bất công, không dám đấu tranh cho sự thật và lẽ phải. Nó không chỉ là thất bại của cô gái, của nền giáo dục cộng sản, mà nó còn là thất bại của cả một quốc gia, của một dân tộc. Và hình ảnh cô gái quỳ gối trước bạo quyền nói lên nhiều điều trong xã hội hiện nay tại Việt Nam. Và công an đâu cũng không thấy mau mắn xuất hiện. Ở Việt Nam luôn có đông đúc lực lượng công an, cơ động, quần chúng tự phát, nhanh nhạy xuất hiện tấn công những ai tuần hành ôn hòa biểu tình chống Trung Quốc chiếm biển đảo. Hay giữa đêm đã huy động hàng nghìn công an để tấn công đồng tâm rất chuyên nghiệp, bài bản. Nhưng riêng chuyện có đánh nhau hoặc có giang hồ hiện diện, công an luôn là lực lượng có mặt sau cùng lúc mọi chuyện đã xong. Hơn thế nữa, công an cũng dựa vào xã hội đen để áp chế người dân là chính. Cho nên quán ăn, vũ trường, quầy bar nào lại không có công an chống lưng. Đây là hình ảnh hai vị tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cũng bị khởi tố vì bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Vụ hai tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khổng lồ. Người dân không ai còn lạ gì, đường nhẹ, khá bảnh, quấn hoa hồng, rồi tín dụng đen, băng nhóm giang hồ, đầu gấu nhăn nhặn khắp nơi. Còn dân đen gặp chuyện có lên tiếng cũng bầm dập, mình mẩy. Bún mắng, cháo chửi đã có mười mấy năm nay, khởi đi từ thủ đô Hà Nội, nơi vùng Bắc Hà vốn đầy dãy sĩ phu xuất hiện, như Nguyễn Vũ Trọng chẳng hạn. Kể từ thời tem phiếu, những cửa hàng mậu dịch với những cô mậu dịch viên béo tốt thét ra lửa, ngoa ngắt chửi rủa người dân xa xả. Họ nắm cái bao tử của người dân và nền kinh tế quốc doanh trao mọi thứ, quyền đè đầu cưỡi cổ người thấp cổ bé họng. Nó mau chóng xây nền đắp móng cho thứ văn hóa mắng chửi trong giới tinh hoa ẩm thực ở Hà Thành. Và từ đó lan ra khắp Việt Nam. Nấu được nồi bún, cháo ngon, nhiều người xếp hàng trực chờ vào ăn đã khiến bà chủ cảm thấy mình được người khác cầu cạnh. Mình là cái rốn của Thái Dương Hệ và trở thành như một hình ảnh của mậu dịch viên oai quyền thủa nào mạt sát những người cần mình. Và đỉnh điểm của thứ văn hóa miệt thị là thịt nướng, quỷ đã diễn ra ở Bắc Ninh. Nó là đại diện cho thứ văn hóa hủy diệt, vốn đầy rẫy trong xã hội Việt Nam hiện nay. Và ngày nay ở Việt Nam, ăn nói sỗ sàng, to mồm lớn miệng kiểu chiến lang, cậy thế cậy quyền đa phần đến từ những người ít được tu dưỡng. Đây là hình ảnh vợ chồng Đường Nhuệ ở Thái Bình chuyên thu tiền bảo kê và cho vay nặng lãi suốt nhiều năm, được báo chí ca tụng như những doanh nhân thành đạt và giao du quan hệ với nhiều quan chức địa phương. Nó là thứ đặc sản của những công dân thủ đô hoặc vùng Bắc Hà, quyền thế lý luận đầy mình, tâm thế tự tôn, khiến nảy sinh thứ văn hóa miệt thị, côn đồ, chà đạp nhân phẩm con người. Nó là căn bệnh vĩ cuồng đã ngấm tồn tại từ Việt Nam với tự hào như đánh Mỹ, Ngụy, thống nhất đất nước và nay là thứ văn hóa hại người, gặp được thửa đất tốt để sinh sôi nảy nở. Xin liệt kê một vài sự kiện như bún, bánh phở, giò chả tẩm ướp phô mai, hàn the, chân gà đen xì ôi thối được hô biến thành chân gà nướng, món ngon giá rẻ. Trước khi bị phát hiện, người chủ đã kịp bán hàng trăm tấn cà phê bột pin cho doanh nghiệp Bình Phước trộn vào hồ tiêu. Hóa chất lạ đã khiến hoa quả nhập từ Trung Quốc luôn tươi rói. Và có những loại thuốc chỉ phun một đêm là thu hoạch được rau, rồi còn biết bao thủ thuật vô lương tâm khác, không kể xiết, đang ngày đêm gây ra hàng trăm hàng nghìn căn bệnh khác nhau cho người dân Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam bún mắng, cháo chửi, thịt nướng quỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.